Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Chiều ngày 29 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt ngài Takebe Tsutomu. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Takebe Tsutomu, đồng thời đánh giá cao các hoạt động của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước và những nỗ lực cũng như là đóng góp tích cực của cá nhân ngài Takebe Tsutomu đối với quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản trong nhiều năm qua, trong đó có dự án Đại học Việt Nhật, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc bầu cử thượng viện vừa qua. Chiến thắng này cho thấy sự tín nhiệm cao của người dân Nhật Bản đối với ngài Thủ tướng Kishida Fumio và Đảng Dân chủ Tự do. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn về việc cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn lớn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đã qua đời đột ngột. Ngài Takebe Tsutomu gửi lời trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ghi sổ tang, chia buồn về sự qua đời của cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ngài Takebe Tsutomu nhấn mạnh, cố Thủ tướng Abe Shinzo là người đã mở ra chặng đường, giai đoạn phát triển rực rỡ trong quan hệ hai nước. Mục đích chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này, dự lễ tốt nghiệp ra trường của lứa sinh viên đầu tiên của Đại học Nhật Việt. Ngài Takebe Tsutomu trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội trước đây đã có sự chỉ đạo sát sao nhằm thúc đẩy các dự án ODA hai nước, cũng như góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình hình thành nhà trường. Nhấn mạnh năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, ngài Takebe Tsutomu cho biết có ý tưởng tổ chức trồng cây của Nhật Bản và Việt Nam tại trường, về ý tưởng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, để kêu gọi đối tác Nhật Bản đến nghiên cứu phát triển, tạo công nghệ mới, văn hóa mới. Ngài Takebe Tsutomu cho biết, những năm qua, do tác động của dịch COVID-19, để giúp đỡ các thực tập sinh Việt Nam, ông cũng đã góp phần hình thành lên mạng lưới hỗ trợ. Nhật Bản đang nỗ lực cải cách cơ chế để hỗ trợ thực tập sinh Việt Nam có thể vừa làm vừa học lên cao tại Nhật Bản. Ngài Takebe Tsutomu bày tỏ mong muốn góp phần nhằm thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ quốc hội hai nước, cũng như lãnh đạo các địa phương hai bên. Bày tỏ vui mừng đến thời điểm hái quả ngọt khi lớp sinh viên trường Đại học Nhật Việt đầu tiên ra trường, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tự hào có sự đóng góp tháo gỡ khó khăn cho dự án này, mong có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại trường, hy vọng nhà trường là ngọn hải đăng, là biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển của hai nền kinh tế, tăng cường năng lực sản xuất mới, tăng cường kết nối phát triển nguồn nhân lực, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác trên bình diện các địa phương với nhau. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc cải cách cơ chế tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản, mong muốn chính phủ và nhân dân Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 450.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngài Takebe Tsutomu tiếp tục thúc đẩy tổ chức thường xuyên lễ hội Nhật Việt tại thành phố Hồ Chí Minh và triển khai tổ chức lễ hội Hokkaido tại Vịnh Hạ Long, di sản thế giới của Việt Nam, để tăng cường hơn nữa quan hệ gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước, nền tảng vững chắc cho tương lai của quan hệ Việt-Nhật. Nhân dịp này, qua ngài Takebe Tsutomu, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản sớm thăm chính thức Việt Nam.